Xin kính chào tất cả các bạn. Thì hôm nay tôi xin quay lại với các bạn và chia sẻ cho anh em mình một số cái kinh nghiệm nữa. Ở đây là tôi xin chia sẻ về công thức đất trồng làm sao để nó tối ưu. Nói chung không phải là cái công thức tôi được đặt ra là nó hay nhất, nhưng mà nó tối ưu và nó giúp cây mình nó phát triển tốt nhất. Thì hôm trước tôi có chia sẻ cho anh em mình là cách trồng cây 100% xe dừa, đúng không? Thì đó cũng là một cách. Tuy nhiên thì anh em nào có điều kiện như thế nào thì mình tùy mình áp dụng thôi. Ở đây công thức bao gồm những cái thành phần sau đây các bạn. Thứ nhất đó là cái xe dừa. Thì các bạn biết cái xe dừa mục đích là giữ ẩm. Mục đích chủ yếu của xe dừa giữ ẩm. Thì có độ ẩm thì cây nó mới xanh tươi tốt được. Đó là một cái giá thể thứ nhất. Cái thứ hai đó là cát các bạn. Ở đây là cát xây dựng, cát hạt to, nhớ là cát hạt to nha các bạn. Cái hạt cát này nó không có dinh dưỡng gì hết, không cung cấp gì hết, nhưng mà nó mang lại được cái gì? Nó sẽ làm cho đất mình nó xốp, tại vì cái viên nó cứng và nó to ha. Nó làm cho đất mình nó xốp thì cái quá trình nó sẽ giúp rễ nó sẽ thông thoáng, nó phát triển tốt. Nhà đó là cái thứ hai. Thứ nhất là cái giảm, thứ hai là cái làm xốp, và thứ ba là những chất dinh dưỡng chúng ta đưa vào nha. Thì ở đó bao gồm anh em mình có thể đưa những cái chất trồng như là chấu quay mục, hoặc là phân bò quay mục, hoặc là rơm quay mục ha. Thì rơm quay mục các bạn có thể tìm mua chỗ mình ta chắc nấm rơm, người ta thường là ủ người ta bán đó. Thường là ta chắc nấm rơm xong, nấm rơm nó tương đối, ta đem về tủ thời gian nữa ta trộn với nhau với những cát và xe dừa hồi nãy tôi nói. Đó là nãy giờ là ba cái chất rồi, đúng không các bạn? Và cái chất thứ tư nữa bạn có thể bỏ vào đó là một ít đất ha. Tại vì đất, trong đất thì nó có những nguyên tố trung vi lượng nha. Có thể bạn chặt những cục đất dưới đáy mương, đáy mương, đáy hầm, đáy sông gì đó, các bạn móc lên và bạn phơi khô thiệt là khô. Thứ nhất là mục đích là nó sẽ giúp cho nó diệt những cái nấm bệnh và cái vi khuẩn ở trong đất. Và sau đó bạn chặt thành những cục bự bự cỡ ngón chân cái hoặc là tay cái, tùy vào cái chậu, kích cỡ chậu chúng ta có thể chặt sao cho nó phù hợp, chúng ta trộn lại. Và cái tỷ lệ như thế nào thì không cần nghiên cứu gì nhiều nữa, là tỷ lệ 1:1 đều nhau hết bạn, là chúng ta trộn đều nhau hết. Đó là thành phần của giá thể. Và cái việc này nó giúp chúng ta, nếu mà các bạn để đất nhiều quá thì các bạn chậu sắt rất là nặng, chúng ta bưng tới bưng lui di chuyển chậu rất là khó. Và thứ hai nữa thì những trời mưa hoặc là âm u mưa, mùa mưa đó thì đất nó không có thoát nước kịp, nó sẽ làm gây úng hoặc thối phân vật chất là hư rễ, làm cây nó sẽ chết theo. Thì trong cái chậu lúc nào cũng không bao giờ cung cấp đủ dinh dưỡng cho cây trồng các bạn. Thì các bạn nhiệm vụ bạn sẽ bón phiên phân. Thì phân ở đây thì nó có nhiều loại, bạn phân thể là phân hóa học hoặc là phân hữu cơ. Tuy nhiên thì mình thay phiên với nhau và bón phân định kỳ cho cây để cây nó xanh tốt. Thì trong chậu nó không như là ở ngoài đất, nếu mà nó thiếu thì nó sẽ bò đi tìm. Còn ở trong chậu thì thiếu thì nó vẫn nằm trong đó, nó không bò đi đâu được. Vì thế chúng ta phải cung cấp dinh dưỡng cho nó. Và cái thứ hai nữa thì sau này tôi sẽ chia sẻ cho anh em mình cái cách bón phân chung cho các loại cây, từ phân hóa học đến phân vô cơ hữu cơ, để bạn có cái hình dung chung và chúng ta áp dụng. Và nhân video này thì cũng muốn cho anh em mình hiểu tính chất của đất trồng bao gồm những gì và đáp ứng được những yếu tố gì thì cây mình nó mới phát triển tốt. Và với lý do là sao mà những người ta trồng cái chậu rất là nhỏ, nhiều khi cái cây nó rất lớn mà cái trồng lá rất là nhiều nhưng mà cây vẫn xanh tốt phát triển mạnh, là lý do chăm sóc rất kỹ ha, cái quan trọng đất trồng. Và bữa thứ hai yếu tố tác động bên ngoài nữa là cái phân bón ta cung cấp thêm cho cây, có như vậy thì cây chúng ta mới tốt và phát triển nó hài hòa và nó cân đối. Thì chúc các bạn áp dụng thành công và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Xin kính chào.